hát rõ mồn một luôn. Lời và chép. Cấu tạo của loa xin nhắc lại, đó là bát 16 màng giấy gân vải. Nên anh em dùng suốt đời cái gân này không lo rách, trừ khi là mình nhỡ tay chọc thủng thôi. Tuyến loa ê càng đẹp anh em nhé. Loa này công suất auto, trở kháng auto. Công suất là từ 10 đến 120W, trung bình là 60W và trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Dòng loa Bose và JBL là như vậy. Màu gỗ thì nó ít có trên thị trường hơn so với màu đen. Trùng đôi luôn, bởi vì nó về có một đôi nên là nó sẽ trùng được anh em nhé. Còn cái chuyện trùng hay không trùng thì cửa hàng cũng vẫn bán giá như vậy. Đó là thông tin anh em nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.